Nhóm thuật ngữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Cứ như thường lệ thì mỗi tháng chú Hùng Vũ sẽ gửi về một số tiền để mà lo cho bé Giàu cùng với lại ba bé trang trải cuộc sống, với lại gửi tiền cho bé ăn học. Thì hiện tại cũng là tháng 12 rồi, con đang đứng trước cửa nhà bé Giàu, nhưng mà cũng báo cho các cô chú, anh chị và các bạn được biết một cái tin không được vui tới với gia đình của bé, đó là ba của bé thì vì căn bệnh tim hồi trước tới giờ đó, cho nên là cũng đã qua đời được 2 tuần rồi. Dạ, bây giờ con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến thăm bé Giàu và chia sẻ với em nha. Dạ. Dạ. Con chào bà, con mới tới. Dạ, chào hai cô. Dạ. Chào Giàu. Em ngồi cạnh bà nha. Dạ. Con làm phiền bà dặn nhỏ cái tiếng máy phát triển thôi giùm con chút xíu nha. Dạ. Không biết là chú ra đi được bao lâu rồi hả bà? Nay 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Dạ. Dạ. Hôm trước lúc mà con ghé đó thì chú là nhập viện ở bên Long Xuyên hả bà? Dạ. Nằm 3 tháng liên tiếp luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thì bác sĩ nói như thế nào mà chú? Nó bệnh tim đó. Vì quá ghét bệnh tệ. Tại cái đi luôn, cái nó cũng đầu về nó cũng xấu. Nó định chị nó muốn về làm sao về không tới nhà. Dạ. Về tới Mương Ganh nó chết. Vậy là vừa tôi vừa tới Mương Ganh thì là chú đi. Dạ. Thì bà với lại em cũng cố gắng đừng có buồn nhiều nha. Chị thì cũng không biết nói gì nhiều hơn, thì cũng mong là chia sẻ được bớt cái gánh nặng của em. Dạ. Thì hôm trước á là chú Hùng Vũ á thì cũng có gửi về cho bé Giàu một cái thùng quà, trong đó thì có một cái laptop, thì em sử dụng em thấy ổn không? Dạ ổn. Rồi nó có giúp ích được nhiều cho em trong cái vấn đề học tập không Giàu? Dạ có. Rồi mấy hôm nay thì Giàu học thì Giàu thấy là có dễ hơn so với mình học bằng điện thoại không? Dạ không, nó sớm hơn. Do mình có thể vô học sớm hơn, không còn bị trễ giờ giống như lớp trước nữa. Dạ. Rồi âm thanh thì em nghe có rõ không? Em có biết cách sử dụng thuần thạo chưa? Dạ biết rồi, tại em có nhờ anh chỉ, mấy anh họ chỉ. Dạ. Rồi hôm trước thì lý do là chú cũng có gửi quà về cho em, nhưng mà tình hình nó là dịch bệnh cho nên là ở cái chỗ người ta phân phát quà về đó thì cũng bị lạc mất một thùng, thì trong đó cái thùng quà đó là gửi cho bé Giàu, gồm có là 2 cây kẹo nè. Thì ngày hôm nay chị qua đây thăm em thì cũng xin phép là mang qua cho em luôn nha. Định nó là chị qua để hỏi thăm ba nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì được tin không có vui, đó là ba không có còn nữa, thì trong lòng chị cũng rất là buồn luôn. Thì cũng chia sẻ cái nỗi buồn này với em nha. Cố gắng phấn chấn để mà vượt qua cái nỗi buồn này, rồi cố gắng chăm chỉ học nè, để mà em có thể tốt hơn, rồi em ở lại em lo cho bà nữa. Đây, một bịch kẹo nữa nè, cộng với một cái chai dưỡng thể, với lại một lắc xà bông. Thì đây là cái phần quà mà cô chú đã gửi cho em. Bà thì dạo này sức khỏe của bà có tốt không? Cũng khỏe, mà ngày có bệnh tiểu đường đó, uống thuốc hoài cô. Dạ. Thì con biết là cái sự việc này nó cũng mới mẻ với mình quá, cho nên là mình khó thể nào mình chấp nhận được. Bản thân con thì cũng cảm thấy rất là đau lòng nữa. Dạ, thì cũng không biết nói gì nhiều hơn, thì chỉ hy vọng là gia đình mình cố gắng lấy lại tinh thần, để mà khi chú ở một cái nơi nào đó nhìn về thì thấy được em Giàu thì càng ngày càng tốt đẹp nè, rồi học hành sau này có được cái nghề nghiệp ổn định, thì cố gắng lo lại cho bà, rồi lo cho tương lai của mình tốt đẹp hơn, thì chị nghĩ là chú sẽ vui lòng hơn rất là nhiều nha. Cố gắng nha em. Cố gắng học con ơi, nhờ mấy cô với chú Hồng Vũ giúp con gắng học. Nhờ. Bà nội cũng gắng mặn lo cho hai chị em. Nhờ. Còn em gái của Giàu thì bây giờ là ở đâu rồi? Chị Hai. À, chị Mai ở bên Bình Hòa cô. Dạ. Thì chị có hay về không, hay là chị làm mà chị ở bên kia Giàu? Dạ, đi làm chiều về, ngày nào cũng vậy. Đi làm rồi chiều về. Rồi hôm trước xe mà của chú tặng cho em đó thì em chạy tốt không? Dạ tốt. Tốt nha. Xe em lắp biển số chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Tới giờ là sao mình chưa có biển nữa hả em? Dạ, chưa có căn cước nên người ta chưa có làm. Chưa có căn cước nên là chưa có làm được. Em muốn là đợi lấy căn cước rồi chính em đi đăng ký hồ sơ xe đúng không?
Thì cho bà cũng được, ai cũng được, ai đứng lên. Rồi hôm nay thì cũng là đầu tháng 12, cũng giống như thông lệ của mỗi tháng thì chị đều thay mặt cho mạnh thường quân, đó là chú Hùng Vũ, ghé thăm gia đình của em thì gửi cho em cái số tiền để mà em trang trải cho cái việc học với lại cuộc sống nha. Em cứ mở ra xem có đủ giống như là mỗi tháng chú gửi cho em hay không nha. Bà có nhớ mỗi tháng chú gửi bao nhiêu tiền không ba? 3 triệu nhớ rồi. Dạ. Em nói gì với chú đi. Dạ con xin gửi lời cảm ơn chú Hùng Vũ. Con hứa là sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của chú. Dạ bà ơi. Dạ cũng cảm ơn chú Hùng Vũ cũng giúp cho cháu tôi để nó học hành tới nơi tới chốn. Cũng cảm ơn chú với hai cô. Dạ. Chứ không có gì hết. Dạ, thì con cũng hy vọng là gia đình mình cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ. Thì trước lúc mà con ra về thì con xin phép là được thắp một cái nén hương lên cho chú nha bà. Dạ. Dạ. Bà thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thì mỗi tháng thì sau này tụi con cũng đều sẽ đi qua thăm bà với lại thăm em nha. Bà đừng có buồn nhiều quá nha. Cố gắng để mà lo cho em nha bà. Dạ, con chào bà.